Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Đang từng vận, cô gái nấm lùn, nhan sắc không đạo nội dàn nữ thần si bít nhưng vẫn vặn người mê. Dù không sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trong giới giải trí hoa ngữ, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn có vũ khí bí mật giúp khán giả nhớ mãi không thôi. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990 tại Từ Xuyên, Trung Quốc. Nữ diễn viên có gương mặt trẻ thơ này từng học chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trước khi đến với nghề diễn xuất, cô học múa cổ điển và múa dân gian. Năm 2003, Đàm Tùng Vận đoạt giải thưởng vũ công có vũ đạo xuất sắc nhất. Cô cùng từng biểu diễn tại Thế vận hội Olympic năm 2004 và còn đi biểu diễn ở khắp nơi. Năm 2005, Đàm Tùng Vận chính thức gia nhập làng giải trí và bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình như Đợi Người ở Nơi Thiên Đàng, Sống Qua Ngày, Nhà Của Tôi Rất Tuyệt. Nhà tài phim của Đàm Tùng Vận không ít, nhưng số phim để lại dấu ấn với khán giả thì chỉ đến trên đầu ngón tay. Liên tiếp những năm sau đó, nữ diễn viên trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Có thể kể đến những bộ phim được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Đàm Tùng Vận như Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Chuyện Cô Gái Nhỏ, Thiếu Nữ Toàn Phong, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cẩm Y Chi Hạ, Cẩm Tâm Tượng Ngọc. Trong suốt nhiều năm hoạt động, Đàm Tùng Vận gặt hái những thành tích đáng ngưỡng mộ như tài năng mới nhảy phó xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim ngắn Quang Huy, giải nữ phụ xuất sắc của Hoa Định. Tháng 10 năm 2019, Đàm Tùng Vận được vinh danh vào danh sách Elite List 30 Under 30 2019 của Forbes Trung Quốc. Tháng 6 năm 2020, TCC Asia đã công bố 100 ngôi sao hoa ngữ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc năm 2020. Cái tên Đàm Tùng Vận xuất hiện ở vị trí thứ 6 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. So với các đồng nghiệp cùng trang lứa như Lý Thấm, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận có nhiều bất lợi. Đầu tiên, cô không phải diễn viên quá xinh đẹp, sắc sảo, vừa nhìn đã yêu. Thứ hai, Đàm Tùng Vận có chiều cao khá hạn chế, thân hình thấp bé nhẹ cân, khó có thể đảm nhận dạng vai cần nhan sắc mị biểu, say đắm. Tuy nhiên, ở Đàm Tùng Vận lại có nét duyên ngầm khó có mỹ nhân si bít nào theo kịp. Đàm Tùng Vận sở hữu gương mặt bầu bĩnh trẻ lâu, khi nhắc tới tên cô, người ta nhớ ngay đến cô gái không tuổi, mỹ nhân hắc tuổi. Bằng chứng là những vai thiếu nữ, học sinh, sinh viên, cô đều được khen ngợi là tỏa ra khí chất thanh xuân ngôn tình, khiến lòng người rung động. Tính đến nay, dù chưa được xếp vào hàng tiểu hoa đán, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn thường xuyên kết hợp với nhiều sao nam diễn viên đỉnh đám như Lâm Kiên Tân, Trung Hàn Lương, Nhậm Gia Luân, Lưu Hạo Nhiên, Tống Uy Long. Thậm chí cô còn được người hâm mộ đặc biệt danh là nữ hoàng chemistry. Đàm Tùng Vận là một cô gái cởi mở nên cũng có rất nhiều chị em tốt, điển hình như Tôn Lệ, Trương Nhạ Manh, Thái Thiếu Phân, Lưu Thi Thi, Nhiệt Ý Chát, Chu Tuyển. Với truyền thông, cô cũng hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư, nữ diễn viên hầu như chỉ có đi làm, thỉnh thoảng cập nhật tin tức, hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội và duy trì hình ảnh chăm chỉ, kiệm lời về báo giới. Đàm Tùng Vận có lượng fan riêng, luôn yêu thương, ủng hộ cô trong mọi dự án. Thêm nữa, nữ diễn viên chỉ đích luôn chú trọng việc giữ hình tượng đẹp, không dùng scandal để đánh bóng tên tuổi. Thành công đến với Đàm Tùng Vận không quá ồn ào, náo nhiệt, song nó đủ sức giữ cô ở vị trí an toàn trong làng giải trí hoa ngữ vốn cạnh tranh khốc liệt. Mới đây, phim mời Hướng Gió Mà Đi xoay quanh vì ngành hàng không của Đàm Tùng Vận và Vương Khải đã công bố lịch phát sóng chính thức vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Bên cạnh đó, bộ phim Quy Lộ, Đường Về do Đàm Tùng Vận và Tịnh Bách Nhiên đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng. Trên các diễn đàn bàn luận phim, cư dân mạng bày tỏ sự mong chờ vào lần tái xuất của Đàm Tùng Vận, cũng như hóng chemistry giữa cô và tình mới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.